chung và các em trong công ty thế giới máy bay cùng gia đình em cứng. Thì lý do buổi gặp gỡ hôm nay là làm lễ bàn giao ngôi nhà tình thương cho gia đình em cứng với sự có tài trợ của tập thể công ty thế giới máy bay. Căn nhà trị giá là 100 triệu. Thành phần đại biểu hôm nay buổi bàn giao nhà hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu về phía đảng ủy thì có bà Nguyễn Kim Ngôn, phó bí thư phường, phó bí thư đảng ủy phường. Về phía ủy ban thì có ông Thạch Phương Quang, chủ tịch ủy ban nhân dân phường 8, ông Lê Hoàng Vũ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường 8, bà Kim Thị Lệ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường 8. Về phía khóm thì có bà Thạch Thị Hồng, bí thư khóm 2, Thạch Thị Bình Trang thì trưởng ban dân khóm 2. Về phía nhà tài trợ thì có bà Phạm Thị Xuân Hồng và ông Đỗ Văn Trung, công ty Thế Giới Nét Pha. Về nội dung thì mời nhà ngoại trung nhà tài trợ có đôi lời. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty Thế Giới Máy Pha gửi đến quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tôi rất vinh dự được tham dự buổi lễ trao tặng nhà tình thương đầy ý nghĩa nhân dân hôm nay, dịp để cùng sẻ chia niềm vui và ấm áp trước thềm năm mới. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Sơn Minh Tuấn. Căn nhà tình thương được trao tặng hôm nay là thành quả của sự chung tay, góp sức từ toàn thể cán bộ, nhân viên công ty, cùng với sự phối hợp nhiệt tình từ chính quyền địa phương. Chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến một mái ấm che nắng, che mưa, mà còn hy vọng đây sẽ là nền tảng để hộ gia đình có thêm động lực, niềm tin và sự phấn đấu trong hành trình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và dì Phạm Thị Xuân Hồng đã tạo điều kiện, hỗ trợ và đồng hành cùng công ty thực hiện được chương trình ý nghĩa này. Cảm ơn tất cả các đối tác và các anh chị nhân viên công ty đã chung tay đóng góp, biến ý tưởng thiện nguyện thành hiện thực. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 sắp đến, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân. Chúc quý vị đón một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Đặc biệt, chúng tôi mong rằng hộ gia đình được nhận nhà hôm nay sẽ đón một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong ngôi nhà mới. Đạo của công ty Thế Giới Máy Pha cũng như là trong chị Hồng và đơn vị tài trợ tổ chức ngày hôm nay chính là đồng chí lãnh đạo của đảng ủy ban dân ủy ban tỉnh Tổ quốc. Sau khi được tiếp nhận từ cái chương trình tài trợ của công ty thông qua chị Hồng thì về phía địa phương cũng rất vui mừng vì có được một cái hộ khó khăn đã có được cái máy ấm hôm nay tôi đến cảm thấy rất là hạnh phúc so với cái căn mà tôi từng cất cho các hộ người bạn thì đây là cái căn mà gọi là tháo và tu rắn từ cơ sở vật chất cho tới việc dụng gia đình đã hỗ trợ giúp đỡ tinh thần cho gia đình có được cái cơ ngơi để từ đó an tâm để phát triển cái gia đình của mình. Thì thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương rất là cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của công ty cũng như là chỗ chị Hồng đã cùng với chính quyền địa phương đỡ trong cái an sinh xã hội, giúp đỡ cho người nghèo, người khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cái thiếu thốn về căn nhà. Và thứ hai thì em cũng được xin cảm ơn công ty quý công ty Máy Pha đã mà giúp đỡ gia đình căn nhà để mà chống nắng chống mưa. Về thứ ba là em xin được cảm ơn cô Hồng. Và cảm ơn cô đã cho con cái công việc làm, cảm ơn cô nhiều. Ông lùng quá, không biết nói gì. Trời ơi, đúng rồi.